Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của triệu chứng. Bạn có ý nghĩ gì bởi các triệu chứng, bằng chứng chủ quan về bệnh tật hoặc rối loạn thể chất nói chung? Một cái gì đó chỉ ra sự hiện diện của rối loạn cơ thể, phản ứng rõ ràng của cây trồng đối với mầm bệnh. Một cái gì đó chỉ ra sự tồn tại của một cái gì đó khác triệu chứng của một sự rối loạn nội tâm. Dấu hiệu là gì và triệu chứng là gì? Các dấu hiệu và triệu chứng là những bất thường có thể chỉ ra một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, trong khi một triệu chứng là chủ quan, tức là biểu hiện đối với bệnh nhân. Ví dụ như đau lưng hoặc mệt mỏi, thì một dấu hiệu là bằng chứng khách quan về một căn bệnh mà người khác có thể quan sát được, ví dụ như phát ban hoặc nổi cục trên da. Một ví dụ về triệu chứng là gì? Một triệu chứng là một tác động chỉ được nhận thấy và trải nghiệm bởi các mắt bệnh. Sự khác biệt chính giữa các dấu hiệu và triệu chứng là ai quan sát thấy hiệu ứng. Ví dụ phát ban có thể là một dấu hiệu, một triệu chứng hoặc cả hai. Nếu bệnh nhân nhận thấy phát ban, đó là một triệu chứng. Có gì là triệu chứng trong sinh học? Triệu chứng bất kỳ bằng chứng chủ quan nào về bệnh tật hoặc về tình trạng bệnh nhân, tức là những bằng chứng được bệnh nhân nhận được. Sự thay đổi tình trạng bệnh nhân cho thấy một số trạng thái cơ thể hoặc tinh thần. Đau đầu là một dấu hiệu hay triệu chứng? Đau đầu thường gây ra đau ở đầu, mặt hoặc vùng cổ của bạn. Chăm sóc y tế khẩn cấp nếu bạn có nghiêm trọng, thường đau hoặc dấu hiệu và triệu chứng khác. Đau đầu của bạn có thể là dấu hiệu của một bệnh tâm lý hoặc tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Chóng mặt là dấu hiệu hay triệu chứng? Chóng mặt có thể là dấu hiệu của một vấn đề lưu lượng máu của bạn. Bộ não của bạn cần được cung cấp ổn định lượng máu giàu oxy. Nếu không, bạn có thể bị lâng lâng và thậm chí ngất xỉu. Một số nguyên nhân dẫn đến lưu lượng máu đến não thấp bao gồm cục máu đông, động mạch bị tắc, suy tim và nhịp tim không đều. Một triệu chứng y tế là gì? Các triệu chứng y tế là những phàn nàn chỉ ra bệnh tật. Họ được bệnh nhân chú ý và khiến mọi người phải đi gặp bác sĩ. Hiếm khi có người đến gặp bác sĩ và phàn nàn như sau: bác sĩ ơi, tôi bị bệnh Fungi Amaurosis. Họ có nhiều khả năng phàn nàn về việc mất thị lực. Sự khác biệt giữa triệu chứng và bệnh tật là gì? Dấu hiệu là những thứ có thể nhìn thấy hoặc đo được để chỉ ra một căn bệnh, chẳng hạn như sốt hoặc chảy máu. Các triệu chứng là những cảm giác mà người mắc bệnh có thể cảm nhận được nhưng người khác không thể nhìn thấy hoặc đo lường được, chẳng hạn như đau hoặc mệt mỏi. Sưng là một dấu hiệu hay triệu chứng? Sưng không phải là lúc nào cũng gây ra các triệu chứng khác. Đối với sưng bên ngoài, thường có thể nhìn thấy da hoặc cơ to ra. Tuy nhiên, các dấu hiệu sưng khác bao gồm tích tụ chất lỏng vào vùng bị ảnh hưởng. Chụp quét hình ảnh có thể cho thấy một cơ quan, cơ hoặc xương phì đại. Các triệu chứng của bệnh tật là gì? Các dấu hiệu và triệu chứng chung thường gặp đối với một số bệnh truyền nhiễm bao gồm: thứ nhất, sốt ruột. Thứ hai, tiêu chảy. Thứ ba, mệt mỏi. Thứ bốn, đau cơ. Thứ năm, ho khan. Đau là một dấu hiệu hay triệu chứng? Quan điểm y học chủ yếu trong nhiều thế kỷ cho rằng đau là một triệu chứng và được xem như một trải nghiệm hoàn toàn chủ quan của một cá nhân. Sinh lý, đau cũng được coi là chỉ đơn giản là việc truyền tải thông qua các dây thần kinh của thông tin về thiệt hại hoặc thiệt hại tiềm năng đến các bộ phận của cơ thể. Sốt là một dấu hiệu hay triệu chứng? Sốt là hiện tượng nhiệt độ cơ thể tạm thời, thường là do bệnh lý. Sốt là một dấu hiệu cho thấy
có điều gì đó bất thường đang xảy ra trong cơ thể bạn. Đối với người lớn, cơn sốt có thể khó chịu, nhưng thường không phải là nguyên nhân đáng lo ngại, trừ khi nó đến. Tác dụng của lời cầu nguyện là gì? Theo một nghiên cứu của Central State Healthcare System, lợi ích tâm lý của việc cầu nguyện có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng, thúc đẩy cái nhìn tích cực hơn và củng cố ý chí sống. Các thực hành khác như yoga, tai chi, em thiền cũng có thể tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tâm lý. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.